Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái buổi livestream của mình. Thì trước khi vào buổi livestream, mình sẽ có một số cái thông báo cần phải nói cho những bạn xem lại hoặc là những bạn đang trực tiếp xem buổi livestream này. Đó chính là trong buổi livestream này sẽ có rất nhiều những cái hình ảnh, câu từ nó hơi phản cảm một tí. Và nó có cả chỉ bậy nữa. Chỉ vậy bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi xem. Đừng có nói là mình không dặn các bạn trước, không thì các bạn lại bảo lại eo ơi, channel này có phát ngôn không kiểm soát được lời nói. Thì những thứ mà mình sắp chuẩn bị làm ở đây không thể kiểm soát được. Chúng ta lại nghiện rồi. Intro nào. Không thích nhìn ai bắt xem. Nếu như bạn xem cái video ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì bạn đã thấy rằng là vận đen nó luôn đi cùng với cả chàng trai trẻ tuổi tên Lâm Đấm. Tuy nhiên thì năm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 và hiện giờ đang là giờ đẹp. Hiểu không? Tôi xem thầy rồi, thầy nói hôm nay là giờ đẹp. Phủi tiền ra đêm dài. Thì tôi đã quyết định là nạp gói to nhất của Jesse Impact vào, khoảng độ là $100. Nếu tôi nhớ không nhầm thế. Để mà có thể có cho mình được bé Sucro, hiểu không? Tôi phải tin được là ngày hôm qua tôi không quay được một bé Sucro nào cả. Hoặc là ít nhất như hôm nay tôi muốn có cho mình là Benet của mệnh năm. Bạn đã donate nhỉ? Ngô Trường. Đến với anh Kiều donate nhưng em vẫn donate cho anh lấy vía. Em Kim Bình nhé. Holy shit. Đây rồi, các bạn có thể đang thắc mắc là tại sao lại là Thiên Bình? Sau này tôi sẽ làm team CL, Zhongli, Hu Tao, Sang Linh. Ông biết điểm chung là gì không? Điểm chung là tất cả những cái mũi giáo ấy sẽ đều hướng vào lũ đít của tôi. Bởi vì đơn giản tôi quay được đâu bạn ạ. Thế, sợ hay. Nhưng mà Hu Tao bắt buộc phải quay. Tôi sẽ bỏ banner CL nhưng mà tôi sẽ quay Hu Tao. Rồi chúng ta cũng quay lại với cả cái intro của tôi đã. Nếu như bạn không hiểu là tại sao tôi lại khều donate của những bạn Thiên Bình thì tại vì hôm nay tôi đi xem thầy. Thầy bảo từ 5 giờ đến 6 giờ là chú rất đỏ. Đấy, cùng với đó thì hỏi kênh chat xem thằng nào Thiên Bình không? Bảo nó búp thêm sức mạnh cho. Đấy, nghĩa là tôi phải khều với bạn Thiên Bình donate cho cái. Và khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa đã gộp chung vào làm một thì xin lỗi, hiểu không? Năm 2021 Lâm Đấm không còn đen nữa. Tôi cho bạn thấy nào gọi là best gacha. Let's do it. Tôi hồi hộp quá vậy. Từ đêm qua rồi các bạn biết, hôm qua tôi trầm cảm, tôi khó ngủ các bạn. Đến 2 giờ sáng tôi ngủ được cay vậy đấy. Được rồi. Chúng ta cũng cần phải đến địa điểm phong thủy các bạn ạ. Đây là cái địa điểm phong thủy của tôi. Dốc Vô Vọng. Các bạn nghĩ là địa điểm phong thủy nó sẽ phải là đứng ở trên cái tay của Venti á. Buổi. Đứng ở đây tôi. Các bạn nhìn thấy nhà mình còn gì đâu không? Làm gì còn nhà nữa? Tang hoác hết cả rồi. Các bạn có biết là banner Zhongli tôi đã đầu tư quá nhiều tiền đến nỗi mà tôi không còn tiền ăn nữa. Cho nên khi bạn Tùng xuất hiện kiểu ai Lâm Đấm cho ông ít tiền nhỉ không? Cầm lấy. Đây là nhà tôi. Đó. Hơi bị đẹp đấy. Rồi, chúng ta không lằng nhằng các bạn. Câu giờ thế đủ rồi. Tôi hồi hộp quá. Tôi đéo câu giờ đâu. Mệt lắm. Rồi chúng ta bắt đầu. Tôi cay thật. Thì như thường lệ thôi. Tôi sẽ để lại 967 này lại. Chúng ta chỉ lấy số chẵn thôi các bạn ạ. Đấy. Rồi. Tiền này là tiền nuôi các cháu nha các bạn nhá. Rồi xúc miệng 10 cái. Nói nhiều quá. Tôi hồi hộp quá rồi. Sucro. Về đi Sucro. Con mẹ mày. Bố mày đợi mày hơi lâu ấy Sucro. Con mẹ. Con mẹ vãi. Fuck. Fuck. Con mẹ. Coi tôi cung mệnh 9 là trong du rồi các bạn ơi. Con mẹ nó. Vãi. Coi tôi ngửi thấy mùi lừa các bạn ạ. Ôi. 2000 người ngồi đây. Coi nhục quá. Coi nó. Ôi tôi bị lừa rồi đi coi. Chưa, chúng ta chưa hết các bạn. Đi coi nó, tôi không thoát được tầng trịch trong đấy. Tôi không thoát được tầng trịch trong ấy. Nghiện đi anh ơi, bắp lát. Tôi cần nhiều lát hơn thế. 10 nữa. Tôi không thể tin được có thể đen vậy được. Bay đi, bay đi, bay đi. Sucro. Đây rồi. Sao nhìn em trông có vẻ sợ hãi khi về với anh ấy hả Sucro? Đi coi. Sucro. Quá nhiều tiền cho Sucro rồi. Quá nhiều tiền rồi. Mà em phải nhìn tôi trông sợ hãi vậy. What the fuck. Đi cười. Fuck. Donic 1 khi nào hết tiền mới Donic 1 bạn nhá. Giờ mình đang giàu phải không? Donic 1 thì cho noob. Fuck.
Trong Zoom mày lệch đĩa 4 mày xem mà. Đó, tao cung mệnh 9 rồi, mày cho cung mệnh 10 cho nó hoàn thiện xem mà. Tao chờ bên này. Hộ bố mấy cái. Hiểu không? Vừa lệch ra kiếm tế lễ con lại lệch được nữa đâu. Hiểu không? Tôi chắc chắn như này vậy. Đừng có phít sò được. Có mẹ nó. Chúng ta luôn nghĩ rằng stress là nguyên nhân gây ra các bệnh về tâm lý, tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Nhưng trên thực tế, nó là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh rối loạn chuyển hóa, trong đó có bệnh tim mạch. Tôi nên chui dần vào trong hang là vừa. Chui dần vào trong hang là vừa. Tôi lập líu các mẹ lưỡi rồi. Tôi líu các mẹ lưỡi rồi. Có mẹ nó. Ôi vãi cả nó. Ôi. Stress dường như là vô hình. Ôi. Nó không hiện hữu rõ ràng, khiến chúng ta nhiều khi không nhận ra mình đang mắc phải để có thể ứng phó kịp thời. Thì tôi có một số bạn donate cho tôi. Cảm ơn bạn Hoàng Ngọc Sơn. Búp ông xíu lắc để quay phi cung mệnh 4. Cảm ơn Huỳnh Phan Minh Quyền. Em cung Thiên Bình anh ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà cái tí lắc này nó hơi bị đuổi. Thì có phải đâu. Thầy phán hơi đuổi. Thầy đưa tôi 2 lít tôi mất vậy 2 củ. Vậy mất thầy ạ. Ôi. Ôi vậy thầy tôi ơi. Coi. Nếu có giờ bạn ấy bắt đầu đi. Bay vào trái tim tao này. Motherfucker. Sucro. Không là tôi cần Bennett thôi các bạn ạ. Thực sự tôi cần Bennett. Nó thiếu một cung mệnh thôi. Tôi dầm ấn nữa các bạn. Tôi dầm ấn rồi. Biết thế hôm nay rủ người nào có vận may hơn mình ra bấm hộ đi. Cái gì cơ bà già đó. Ôi tôi sợ quá. Vãi. Ông thầy ông lừa tôi ạ. Coi. Khởi đầu năm mới như này là ăn đuổi rồi. Sucro. Yes. Anh cần nhiều hơn là lắc em ạ. Coi 10 lần nữa ấy. Sợ cái đầu Abedo bố em. Abedo bố bây giờ là bố mày sợ Abedo quá. Đừng ra đi lúc kia. Mẹ Abedo cũng bệnh hai cũng được. Con mẹ rồi. Mày đi lúc ấy à, tao biết nói gì đâu ấy. Thật đồ đấy. Abedo. Các mẹ may quá. Ôi vãi đi mẹ tung đỉnh ấy. Cái lồn đi coi. Fuck. Tiếng thét của rồng. Ừ. Tiếng thét của rồng. Con mẹ ôi. Vậy thì thầy bói đúng hay sai các bạn? Thầy bói đúng hay sai? Thầy bói đúng hay sai đây? Con mẹ nó lừa quá các bạn ạ. Đi mẹ ơi nó lừa quá. Nó lừa tôi. Con mẹ nó lừa tôi. Con mẹ nó. Mẹ dê dừa. Dê dừa của tôi Tùng ơi. Mẹ dê dừa của tôi. Dê dừa của tôi. Còn mẹ chưa dừng lại ở đây đâu mấy con đĩnh chó ạ. Thì vậy tao vẫn còn được một tí mối duyên vương vấn. Hiểu không? Vương vấn vào trong trái tim tao bên này. Có mẹ đó. Một Bennett nữa thôi. Tao chỉ xin một Bennett nữa thôi. Có mẹ mày ra đi em ơi. Cái giấc vô vọng đầu buổi này. Đi có mẹ đó. Ở đây đã có khoảng độ là 2.800 người xem tôi trầm cảm ạ. Sao nó có thể đen được cái mức này chứ nhở. Uầy. Bennett. Chết. Dê dừa ơi, em đi xa quá rồi dê dừa ơi. Dạ mình còn gì đâu dê dừa ơi. Tôi còn chưa có được vũ khí năm sau cho dê dừa. Bennett. Đến an ủi trái tim ta được không mày Bennett? À chết. Không, chết. Bennett. Thôi,
Gạt bỏ đau thương mà ơi, Bennett đến này. Đau thương để lại, Bennett ơi đến đây. Làm ơn. Bennett. Bennett đi em ơi, Bennett đi. Tao xin mày đi. Wow, nó vừa khít các bạn ạ. Đi cơ nó vừa khít. Uầy. Vãi lồn. Nó khít vãi đái các bạn ạ. Uầy. Holy shit. Wow. Các bạn có thể, các bạn comment cho tôi biết rằng là vậy là thầy đúng đúng không? Thầy phán hôm nay tôi đỏ là thầy đúng đúng không? Khi mà Bennett cung mệnh 5. Yes. Abedo cung mệnh 2. Yes. Ô. Oh. Cùng với đó là Fitz. À. Ôi. 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 Tưởng trầm cảm mà trầm cảm không tưởng các bạn ạ. Wow, fuck, holy shit. Nhưng mà đi có vậy sao lại có nhất thiết phải ra cung mệnh 9 trong chu đâu? Đi có cay nữa rồi. Tôi tưởng tôi chết ở đây hôm nay các bạn. Đi coi, tôi tưởng tôi sẽ bị trầm cảm đè chết các bạn ngày hôm nay, nhưng mà không các bạn. What the fuck? Cùng với đó là vậy. Gần 3.000 người ngồi xem tôi ở đây cơ. Holy shit. What? Vãi lồn.